Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Nay em giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một dòng loa siêu trầm mang thương hiệu Bose, mã là 1200. Vâng, đây là nguyên thùng bên em, là hàng nhập khẩu các bác nhé. Vâng. Và bây giờ em sẽ khui thùng ra để mời quý vị chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp cũng như là kiểm tra cái chất âm của chiếc súp 1200 vân gỗ. Và em đã khui thùng ra đây, xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một chiếc loa siêu trầm Bose 1200 vân gỗ rất là sang trọng. Vâng, ở đây là mặt tầng trước. Và cũng giới thiệu tới toàn thể quý vị, đây là một dòng súp đối đất các anh em. Đây là lỗ thông hơi phía đằng sau. Mã sản phẩm là AM1200. Và đây là công giác nguồn, công tắc nguồn đây các bạn. Và có hai núm chỉnh, một là cắt tần số từ giải 40Hz đến 150Hz. Và volume to nhỏ thì các bác có thể chỉnh theo cái sở thích hoặc không gian, làm sao cho nó phù hợp với cái không gian nhà mình. Ở đây là công tắc đảo pha, thì các bác để ở cái chế độ 180. Đây là cổng jack đỏ đen, đường input lấy nhạc từ âm ly hay là vang cục đẩy. Vâng, và đây có ba jack hoa sen nữa. Về phần tản nhiệt nhôm các bác. Vâng. Chiếc súp với thiết kế rất nhỏ gọn, xinh xắn nhưng mà cho ra một chất âm rất tốt cho một phòng từ 15 đến 30 mét vuông. Và bây giờ em sẽ ghép vào để mời tất cả quý vị kiểm tra cái chất âm. Và em ghép vào đây, xin mời tất cả quý vị và các bạn vui lòng đeo tai nghe để cảm nhận khi mà em test nhạc chiếc loa siêu trầm. Vâng, và đây là em chưa cho trầm hoạt động. Và bây giờ em bật công tắc của chiếc loa siêu trầm này lên. Khi mà có chiếc loa siêu trầm nó hỗ trợ cho cái dàn âm thanh thì nghe thật sự là khác biệt. Lực đánh ra rất chi là mạnh. Và em để tờ giấy đây em quay rất chi là mạnh các bác nhá. Cảm nhận. Vâng. Nghe nó thiếu cái giải trầm. Vâng, và em sẽ lại bật công tắc. Oánh rất uy lực. We'll be right back.
đây là mặt trước loa bát đối đất. Vâng, bát đối đất gần cao su bát 30 các bác nhá. Bố đây hàng nhập nguyên thùng. Vâng, chiếc cốc súp này đánh rất hay, cho ra một cái chất âm loan tỏa, nghe nó không bị ù. Với và bác nào có nhu cầu thì xin liên hệ với bên em với số điện thoại 0912669059. Em báo giá tới toàn thể quý vị là em đang bán với giá là 1.900.000. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi clip của bên em. Và quý vị và các bạn vui lòng ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ bên em. Xin chào tất cả quý vị và các bạn.